Xin chào mọi người, và nhất là các bác, các anh, các chị, các em và các cháu nhỏ tuổi Tuất. Đây là video mà anh Ba Tử Vi chia sẻ với mọi người về cái tử vi vận hạn của cái tháng 5 âm lịch năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Canh Ngọ. Năm nay thì đối với những người tuổi Tuất thì đa phần là nam mạng sẽ tốt hơn là nữ mạng. Với thí dụ như là người mà Mậu Tuất sinh năm 1958, năm nay là 60-61 tuổi, thì nam mạng là sao Thái Âm, mà nữ mạng là sao Thái Bạch, mà Canh Tuất thì nam mạng của năm là sao Thái Dương, một ngôi sao khá tốt đẹp. Nữ mạng lại là sao Thổ Tú, một trong những cái ngôi sao đem lại rối rắm và lo âu. Nhưng tuy nhiên là do là người Canh Tuất là người mệnh kim, cho nên sao Thổ Tú thì nó thổ nó sinh kim, cho nên là tương sinh với mệnh, cho nên là cái sức tàn phá của sao Thổ Tú, rắc rối của sao Thổ Tú không có quá lớn lao. Rồi người mà Nhâm Tuất thì nam lẫn nữ mạng thì đều không tốt đẹp. Vì sao? Vì nam mạng thì sao Thổ Tú, nữ mạng thì sao Vân Hớn. Mình đã làm ở trong những cái video mà tử vi của năm 2019 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm đối với hai cái tuổi này thì mình cũng đã phân tích rõ rồi. Người Giáp Tuất thì nam mạng là sao Thái Âm, cho nên là tốt đẹp. Riêng các cháu Bính Tuất thì hoặc là các bác Bính Tuất mà sinh năm 1946 và các cháu Bính Tuất năm 2006 thì là với sao Thổ Tú và Vân Hớn ha. Thì như vậy thì đó là mình chỉ nhắc sơ lại những cái sao chủ của năm. Còn riêng về cái tháng năm âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 tháng Canh Ngọ thì nó tử vi nó sẽ xung chiếu như thế nào, nó sẽ được tính toán ra sao, thì mình sẽ bắt đầu đầu tiên hết đó, là mình sẽ xét cho người Mậu Tuất sinh năm 1958. Thì người Mậu Tuất thì là mạng mộc, cho nên như vậy là cũng năm nay cũng là năm Mậu Tuất nè. Năm nay là năm lập lại 60 năm của năm Mậu Tuất. Thì xét về cái trụ mạng thì là mộc khắc thổ, là bổn mạng của người Mậu Tuất sinh năm 1958, thắc khắc thổ của cái tháng thổ. Như vậy là bổn mạng bị tương khắc tháng, cho nên là sức khỏe có thể là không được thoải mái lắm trong lòng. Nếu như các anh ở cái trạng thái còn đi làm, tại vì sinh năm 1958 thì chắc chắn là các anh còn đi làm, thì sẽ cảm thấy là mình không có được khỏe khoắn, không có được ngon lành. Và nên nhớ rằng hai cái tháng mà tháng 5, tháng 6 năm nay mình nhắc đi nhắc lại là hai tháng thổ vượng của năm. Tại vì năm nay là năm mộc, nhưng mà năm âm ngũ hành là thổ rất là vượng, cho nên là người mệnh mộc cả năm thì cũng sẽ phải có những cái, sẽ có đôi lần bị bệnh, cảm thấy sức khỏe mình đã suy giảm một cách không có thổ đáng kể. Nhưng mà đều có một cái là mình phải cẩn thận cái những cái tháng xung. Bây giờ là năm thì là năm tuổi ha, tháng thì bị mạng bị khắc thì cần phải đề phòng cái chuyện mạng tai. Thiên can chữ Canh chữ Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên là về nạp âm ngũ hành của thiên can là chữ Canh thì thuộc kim, chữ Mậu thì thuộc thổ, cho nên là thuộc cái vòng tương sinh thổ sinh kim, cho nên là công việc không phải là vấn đề gì cả, nó không có việc gì xảy ra, thậm chí là còn có sinh được tài lộc. Đặc biệt với cái địa chi Tuất với Ngọ là nằm trong cái tam hợp Dần Ngọ Tuất, thì người ta nói là tam hợp của địa chi á thì còn có thể hóa giải cả tam tai. Hy vọng rằng là với cái tam hợp của tháng sẽ đem đến nhiều điều tốt đẹp trong gia đạo ha, những cái niềm vui của các anh các chị. Đặc biệt là các anh với cái sao Thái Âm thì có tam hợp tháng này thì nó không những tốt cho gia đạo mà còn tốt cho những mối quan hệ làm ăn trong xã hội. Cộng với cái nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh thì hy vọng rằng nó sẽ là tháng có tiền tài. Cả nam lẫn nữ thì đều như vậy hết ha, chứ không phải là nữ sao Thái Bạch rồi cái là cái tháng có nhiều như vậy thì mình sao Thái Bạch không hưởng. Sao Thái Bạch là người ta nói là sao Thái Bạch mà sao chủ Thái Bạch là quét sạch cửa nhà,
Tuy nhiên đó là cái sao Thái Bạch này nó thường nó có tác dụng mạnh đối với những người thuộc hành mộc, hành hỏa. À, tại vì nó Thái Bạch thì thuộc hành kim thì nó sẽ khắc hành mộc. À, cho nên nhưng mà còn cái là người mà mẫu tức á, thì nữ mạng cũng là Thái Bạch, cho nên là nó cũng có đôi chút khó khăn ha, khó giữ được tiền tài. Rồi nhưng mà nếu như mà xét mà các người mẫu tuất 1958 thì nếu mà nữ mạng thì chắc là các chị ở tuổi 60 rồi thì cũng không có tranh đấu, không có làm ăn quá lớn, cho nên là mình cũng không sợ cái sao Thái Bạch này đâu ha. Tiếp đến đó là người tuổi Canh Tuất. À, người tuổi Canh Tuất thì đối với cái tháng năm âm lịch năm Kỷ Hợi này thì có nhiều điều tốt đẹp. Tại sao? Tại vì xét về trụ mạng đó thì các anh các chị mệnh kim gặp thổ sinh kim, như vậy là bổn mạng được tương sinh, mà khi bổn mạng được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh sẽ rất sáng. À, tại vì giống như là mình cái phúc tinh tài tinh này được châm châm dầu vô vậy đó, cho nên cái đèn nó sẽ sáng lên, phát lên thì nó sẽ đem đến nhiều điều tốt đẹp cho cái việc tài vận ha, sức khỏe. À, thiên can thì chữ canh nó đồng hàng với canh tuất, đúng, đồng hàng với canh ngọ, thì thiên can mà đồng hàng như vậy thì công việc tài lộc sẽ rất là suôn sẻ và hanh thông. À, địa chi thì lại là được tam hợp dần ngọ tuất nữa, như vậy thì rõ ràng đối với người canh tuất, à, nam mạng có sao thái dương thì quá tốt đẹp, nữ mạng có sao thổ tú thì gặp tháng thổ này nữa là tương sinh cho mệnh kim. À, như vậy thì tài lộc sẽ chắc chắn có cả nam lẫn nữ, và nam thì sẽ tốt đẹp hơn nhiều ha. Rồi tiếp đến đó là các em tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. À, người Nhâm Tuất thì tháng này không được ok lắm. Tại vì sao? Tại vì xét về trụ mạng là tháng thổ, mà các em là mệnh thủy, thổ khắc thủy, nhưng mà thủy của các em thì chắc là thổ này không có lộ bàn, thổ này thì sẽ gặp đại hại thủy thì các em cũng không đến nỗi nào, nhưng mà trên mặt xét về ngũ hành thổ thì nó sẽ khắc thủy. À, bổn mạng của các em sẽ cần cẩn thận coi chừng ha, coi chừng nặng tay. Thiên can chữ canh chữ nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, công việc không có việc gì. À, vẫn êm ả. À, địa chi thì được tam hợp, hy vọng rằng với địa chi tam hợp sẽ phần nào khống chế và bớt cái tác hại của cái trụ mạng mà thổ khắc thủy. À, tiếp đến đó là các em tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. À, đây là một trong những cái tuổi mà phải cần cẩn thận nhiều thứ, nhất là công việc. Vì tại sao? Vì nếu mà xét về trụ mạng đó thì các em mệnh hỏa thì gặp tháng thổ, tức là sinh xuất hỏa sinh thổ, bổn mạng yếu. Khi mà sinh xuất thì các phúc tinh và tài tinh nó sẽ yếu xuống. À, rồi còn thiên can á là chữ canh nó khắc chữ giáp, tức là thiên can của tháng khắc các em. À, mà thiên can mà tương khắc thì công việc dễ gặp chuyện không hay, rối rắm và nhiều cái thay đổi. Địa chi thì có tam hợp dần ngọ tuất, hy vọng với cái địa chi tam hợp dần ngọ tuất này nè, gia đình là một cái chỗ dựa ha, là một cái gì đó làm cho các em có động lực mà vượt qua cái tháng có thiên can và mạng không được tốt đẹp ha. Các em cẩn thận, các em nam dù rằng tháng này là tháng tam hợp thì các em nam nam thì có thái âm ha, nhưng mà nữ thì có thái bạch á, thì cần phải để ý mình một chút xíu, coi chừng hao tài ngay cả ở trong tháng này. Ký tá giấy tờ thì phải ngó cho kỹ nha, chứ nếu không là mệt mỏi ha. Tiếp đến đó là người Bính Tuất. À, các cháu thì là sinh năm 2006, nhưng mà các bác thì sinh năm 1946. À, đây là một trong những cái tuổi cũng không có tốt đẹp ở trong tháng năm, dù rằng có tam hợp tháng. Tuy nhiên là không tốt đẹp ở cái việc làm ăn, mà cái tuổi này một là còn nhỏ quá chưa làm ăn, hai là lớn quá rồi đang chỉ là đem lại những cái việc mà không vui vẻ ở trong cái mối quan hệ xã hội thôi. À, thì vì sao? Vì là xét về trụ mạng thì người Bính Tuất sinh năm 2006 hoặc là 1946 thì đều là người mệnh thổ, như vậy là thổ đồng hàng với là bổn mạng, sức khỏe thì không có vấn đề ở trong tháng năm này. Nếu có thể nói là các bác lớn tuổi không phải lo lắng về sức khỏe.
Rồi á là check về trụ thiên can á thì chữ bính nó khắc chữ canh. À chữ bính của các cháu khắc chữ canh, thì cái trụ về thiên can á thì thường là nó sẽ nặng về phần công việc, nhưng cho nên là mình thì một là nhỏ quá, hai là lớn quá, không còn ở trong tuổi lao động nữa, cho nên là cũng không có phải lo lắng về công việc. Địa chi thì có tam hợp, là dần ngọ tức, thì gia đạo sẽ là suôn sẻ, mọi điều hanh thông. À như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi của tất cả những người tuổi Tuất, năm cái tuổi Tuất đối với cái tháng năm âm lịch, tháng canh ngọ của năm 2019 năm Kỷ Hợi. Rất vui vì mọi người chú ý đón xem. Hy vọng đây là thông tin để giúp mọi người ứng dụng vào cuộc sống, để biết trước được cái tháng này nó tốt xấu thế nào để mình cương nhu trong làm ăn. Ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Tuất được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.